bên ngoài nó giòn ngoài mà. Ừ, tại vì lát nó nguội nó mới ráo lại. Ừ. Nóng mà. À, giòn quá ha. Xin ca ăn nè, xin ca. Rồi bạn. Nóng lắm. À, chào các bạn, bây giờ mẹ sẽ làm bánh bò nướng quay cho các bạn xem nha. À, bây giờ bột nó lên men hả bạn? Nên vậy rồi đó. Ở sao có được cái này mà? Thầy mới mà lấy 10 viên men với 100 gram bột mẹ nhồi. Rồi bây giờ hả, hồi chiều 4 giờ chiều mẹ nhồi vô đây. Yeah. Làm một cái, miếng một cái. Yeah. Làm vậy nó nhanh hơn. Yeah. Chứ 10 viên men mà mình nhồi vô đây thì nó lâu chậm hơn. Tức là nếu mà 10 viên men ngồi nhồi thẳng vô nửa một ký bột, nửa ký bột là mình lâu. Chậm hơn. Bây giờ mình sẽ lấy một phần nhỏ của nó. Một lần mình lấy 100 gram. Là 100 gram. Mình nhồi với 10 viên men. Yeah. Rồi nước nãy mẹ lường là 800 ml nước á, mẹ lấy ra 1 miếng. Dạ. Yeah. Mẹ nhồi vô miếng một cái để hồi sáng á. Yeah. Rồi cái hồi 4 giờ chiều nè, mẹ thấy nó lên gì rồi nè. Yeah. Cái mẹ nhồi vô còn lại 400 gram bột. 400 gram bột còn lại. À, mình nhồi chung với cái bột đã lên men. À. Rồi mình để được 4 với tiếng. Với nước hồi mẹ lấy là 800 ml nước đó. Yeah. Mẹ nhồi vô nó vừa tay vậy thôi á. Yeah. Rồi giờ nó lên còn lại bao nhiêu mẹ thắng nước dừa, nước lã, lá dứa. Yeah. là tất cả nhiêu đó đó mẹ với là nửa ký đường. Yeah. Mẹ thắng. Bây giờ mẹ trộn nước cốt dừa. Mẹ con thấy lên không? Trộn lá dứa, cái này là lá dứa hả mẹ? Lá dứa, nước dừa với nước đường. Yeah. Con thấy nó lên không? Xèo xèo nè. Yeah. Đó. Nó vậy là vậy đó, mẹ kêu nó vậy đó. Nó lên men các bạn. Thôi nó im ru rồi. Rồi giờ nước lã với lá dứa là tất cả 800 á sao? Dạ. Với nước dừa luôn. Đó. Giờ mẹ cho nó đều vô rồi khoảng 1 tiếng, 2 tiếng hồi sau mà nó xì bọt á. Dạ. Rồi mẹ đem mà nướng. Nướng bằng cái chảo không dính, bắt con bếp. Bếp ra để lửa nhỏ rồi. Tức là để cái chảo không dính lên rồi để mấy cái cho chảo nóng đàng hoàng. Dạ. Mình đổ nó vô. Ở mình đổ nó trực tiếp lên chảo luôn hả? Trực tiếp vô chảo luôn. Nếu vậy mình làm bị khét không? Không. Hồi chảo nóng mình đổ vô rồi mình lại chở nửa thôi, vừa thôi. Để riu hả? Ừ. Hồi mới đầu đổ vô phải chảo nóng nha. Dạ. Con thấy nó lên bọt vậy đó. Vậy là nó vậy đó. Bây giờ cho vô hết này luôn không ạ? Cho vô hết đó luôn. Đó. Rồi một lát nó xì bọt trở lại mình mới làm chứ không phải vậy trực tiếp làm liền nha. Dạ. Ừ. Bắt nó lên bọt trở lại. Chắc chừng tiếng tới mấy sau để, tức là trộn vô phải để lại 1 tiếng nữa mới làm tiếp. 1 tiếng tới mấy gì mình thấy. Dạ. Mà nó lên bọt đó là mình mới đem mình nướng hay là bọt hấp. Vậy đó. Vậy đó. Nó lên cái bọt đó nè. Rồi dạ, các bạn thấy là tất cả là nửa ký bọt. Ừ. Nhiêu nước quên rồi mẹ. 800 ml lít nước. Nửa ký đường, 10 viên men. Là nhiêu đó thôi không? Nhưng mà lá dứa với nước dừa mình cũng lường luôn. Dạ. Tức là lá dứa nước dừa là lường vô luôn. Dạ. Là 800 ml đó các bạn. Tất cả lường. Dạ. Luôn. Chứ đừng lá dứa. Nếu mà tính thì... từ cái thời điểm mà mình làm tới giờ là nhiêu ta? 8 tiếng rồi phải không? Tức là mình trộn mẻ cái một cái là 4 tiếng. À. Rồi đâu mình trộn cái phần bột còn lại vô là thêm 4 tiếng nữa. Rồi bây giờ mình đổ cái nước lá dứa này vô thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, trộn đều 1 tiếng nữa bắt đầu đem nướng. Rồi, dạ. Đúng rồi. Đó, vậy đó. Rồi, dễ nhớ ha. Ừ. Còn mình trực tiếp mà cho men vô một lượt với là nửa ký bột á thì mình chờ đợi nó lâu hơn. Dạ. Ừ. Mình phải làm với một cái vậy thì nó nhanh hơn. Dạ. Ừ. Mình làm vậy lát nữa mẹ lấy đây mình lượt ra bỏ sát men lên nó. Rồi, còn đen đen nè. Lấy lượt ra cho nó giữ lại cái xác các bạn. Cái xác men mình đâm chứ nó cũng không có ấy nữa, nó cũng còn đen đen là xác men. Dạ. Đâm chứ nó cũng còn. Đó là vậy nè mà. Rồi các bạn nhớ nghe, nước là tổng cộng chỉ có 800 ml nước bao gồm cả nước cốt dừa, lá dứa. Đó. Này là mẹ lấy lá dứa, nước dừa cho nửa ký bột. À. Dạ. Nửa ký bột, nửa ký đường phải không ạ? Nửa ký bột, nửa ký đường. 10 viên men. 10 viên men. Men nhỏ nha các bạn. Nhỏ 20 con có rồi. Rồi để mình cho các bạn xem lại cái video về viên men đó để các bạn thấy. Đó. Rồi hôm qua đó mình làm bánh bò hấp. Nên là mình hiện giờ mình không có bỏ qua công đoạn làm mấy viên men cho các bạn xem. Để lấy lại video cũ. 20 mẹ có cho con. Rồi con có rồi. Vậy đó là lát nữa làm lên nữa.
Rồi xong rồi các bạn. Ai thích giờ bột để 1 tiếng nữa rồi đi đường. Nướng rồi quay cho các bạn xem nha. Chứ mẹ thì thấy nửa ký bột nửa ký đường là nó vừa miệng mẹ đó. Dạ. Ừ. Các bạn thích ăn giảm đường hoặc tăng đường tùy các bạn. Còn dừa thì một trái dừa mẹ thấy hơi nhiều mà chừa lượng miếng. Dạ. Ừ. Rồi. Nhìn ha. Rồi. Bạn, bây giờ mình sẽ có một mẻ này. Nãy ăn hết cái. Nãy ăn trước thử này. Tại vì không thể nào quay hết cho các bạn xem được, rất là mất thời gian nên ăn thử trước luôn. Coi ngon không đã. Này khui cho mẹ. Rồi mày dở ra. Ồ, thơm quá các bạn. Hấp dẫn chưa? Mày lấy nó ra nè. Ngon ha. Ngon. Này để chút nó khô nguội nó khô lại thôi mẹ. Ừ. Nó còn hơi mềm phải không? Mềm. Nên con bưng lên nhìn mẹ đi, mẹ đổ khác. À, rồi. Để đây đi, đổ khác, bưng lên đây rồi trả cho mày chế khác cho mày coi. À, bây giờ bưng lên rồi mình xuống mình làm thêm một mẻ nữa nha. Này phải để nguội nữa nó mới ngon. Rồi. Rồi mẹ, đổ luôn mẹ. Mẹ cho vô miếng dầu. Nãy nghe mẹ nói là phải để cái chảo nóng trước phải không? Mới đổ nóng ha. Ừ. Dạ. Nóng rồi, cho miếng dầu. Các bạn phải đổ dầu vô nè. Rồi cho lửa nhỏ chút. Rồi, sao vậy đó? Rồi, lửa nhỏ vậy để thôi. Để lên riu riu hả? Lửa nhỏ thôi. Rồi, mẹ đổ bột vô. Dạ. Đổ hai mẹ lửa cho hết cái rồi. Rồi. Giống như chiên đó hả? Rồi, để nắp lại. Rồi, để bao lâu? Để bao lâu hả? 10 phút. 10 phút hả? Ừ. Rồi vậy là một phút cái nắp này nó lên hơi đục rồi cái nó trong trở lại gì là mình thấy nó chín nữa. Thấy cái nắp này nó trong trở lại nó lắc nó lên hơi nó đục rồi trong trở lại là chín rồi. Rồi lên thưởng thức cái kia bạn ơi. Rồi các bạn bây giờ nhà mẹ cắt ra rồi tới mình thưởng thức, nãy nhà ăn thưởng thức hết rồi. Thì nãy giờ mình bạn quá mình chưa có xuống mình thử nghiệm còn nóng lắm nha. Đây phải hấp dẫn nha. Ở bên ngoài nó giòn ngoài không? Ừ, tại vì lát nó nguội nó mới ráo lại. Ừ. Nóng mà. À, giòn quá hả? Xin ca ăn nè, xin ca. Rồi bạn. Nóng lắm. Một miếng thôi, nhỏ, mới cơm đâu. Ừ, ngon quá. Vừa ăn ha, vừa thơm, vừa béo. Ngọt cũng vừa. Ừ, vừa ăn mà. Ừ. Một trái dừa mà làm còn chừa lại không hết. Rồi nửa ký đường, nửa ký bột. Dưới còn đổ được mấy cái nữa mà? Còn hai ở nữa. Ừ. Là bốn ổ tất cả. Ừ. Sơn ca làm gì cho ăn vậy? Giòn các bạn, ngon không? Đắp nó dẻo lại, giờ nó còn mềm nè. Ừ. Là con coi nó xốp nè. Xốp bạn thấy sáp lên nè không? Nóng quá. Đúng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Để ủng hộ kênh thì nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất về cuộc sống miền Nam. Chào tạm biệt các bạn. Cái ca lấy gì ăn ăn còn nóng rồi. Ngọt. Dạ. Nè, con nói là chan nước cốt vô đây ăn. Dạ. Cái này các bạn mình chan nước cốt vô ha. Ăn nước cốt dừa này sao mà nước cốt gì làm sao mà? Nước cốt đó là nước dừa, nước cốt á mà thắng dừa sôi lên thì mình bỏ một vậy miếng bột năng vô cái chén nước lã. Dạ. Rồi bỏ miếng đường miếng muối, hơi mặn mặn ngọt ngọt. Nó vừa sôi lên mà đổ vô một chút xíu cái nước bột năng mà mình quậy nó vừa tràn gì nè. Dạ. Rồi xong. Đó. Dạ xong rồi. Ừ. Chan vô đây ăn rồi con. Dạ. Đổ nè.